con nhá. Ra đó, xong để tao chạy sang bên kia. Ok. Ui, hai con yêu yêu này, mồm nó đỏ nhỉ. Biết đánh sau đánh ở trong ruộng. Mồm con cá này nó đỏ nha mọi người. Nó ham ăn nó thế. Mồm đỏ lồng này. Cái mỏ này màu cam, mắt này màu cam. Cái đuôi màu vàng vàng. Nhìn như cái cá măng ấy nhỉ. Ơ, đúng rồi, con cá này giống con cá măng. Như khả năng chuyển vào ruộng đánh. Cá này giống cá măng trong đà. À, mọi người ạ. À. Cá măng trong đà phiên bản ẻm. Nên mày gỡ nốt để tao sang bên kia tao gỡ bọc. Ui, anh làm nơi anh gỡ. Đây, 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 đây. Thôi được, con này thì gỡ xong. Đây còn con to này. Ui. Ui, đây là cái gì? Cá rừng. Chú Phi à? Rừng, rừng. Rừng. Ừ, cá rừng. Cá rừng. Tôi được ít thế. 3, 4, 5. Anh lên lấy thịt của con kia trong băm vào. Không, thịt con kia lại phải tươi để đánh tiết canh. Bốn con, năm con này. Được, anh em mình sẽ quyết định sang ruộng đấy. Chẳng rồi. Một con cá rừng. Đây là cá măng đấy. Mỏ đỏ này. Giống là con cá măng rồi. Mấy con rô phi cũng được. Bên này mồm nó này. Mồm nó hình như này. Đây là gọi là môi chề. Môi lồi. Nó nuốt được cả tay em này. Tao đi tử. Tao đi tử. Bây giờ là phải tí tập trong ruộng. Mày mày đứng đứng chéo đoạn đây. Lại chờ ruộng không đoạn này chứ. Không chéo đoạn này để tao chạy sang hẳn bên kia mà. Ok. Đấy, ui, nó chạy kìa. Mày à, bưởi kìa, mày đây kìa, nhiều kìa. Cây của tao đâu nhỉ? Không biết, anh vứt ở đâu. Em chỉ có này thôi.
Xuống kia bạn kia phải ném phát nữa là chạy. Chạy đâu, cho lên này. Lên nhá. Rồi bây giờ bắt đầu thu thành quả mọi người. Thu lưới. Lôi từ đây à? Ừ? Lôi à? Không, không, đừng lôi. Để tao thu hẳn từ trên này. Ok. Ui, ở đây nhiều thế mà nó không mắc nhỉ? Lưới mình nó to lắm rồi anh ạ. Nhiều, nhiều quá. Đấy, đang đi thu đây. Trong này không có cá sáp, toàn rô phi cơ. Toàn rô phi con. Thôi tí nữa em ăn cá sáp, anh ăn rô phi. Đó đây. Thấy chưa, mọi người thấy chưa? Chưa bổ chưa? Ừ. Anh ăn để ta đi hái ít rau. À, ta chuẩn bị nướng. Cá này phải nướng lên xong rồi băm ra để làm bột. Cá này mang về nuôi đây. Cá non. Cá này nó còn đang nóng bỉm. Ui giời. Thơm phết đây, là, đây là bổi mọi người ạ. Nướng chín xong rồi, băm ra. Xong rồi, cho tiếp canh cá to vào. Đấy nhá, để tao băm dần nhá. Okay. Tí nữa mọi người sẽ được thấy một con gọi là khủng long bạo chúa. Cá nó là cá chiếu. Trôi. Xong mang về kho nhỉ nhỉ. Cá trôi. Hôm nay anh em mình kiếm một con cá trôi sông gọi là kinh điển to gần bằng người Mao đấy. Để phần này, hôm qua anh em mình đi câu ấy, câu sông ấy, sông Đà đấy. Bỏ đâu đi anh ơi? Quên lúc nãy không bỏ mang. Bỏ đâu bỏ đi? Bỏ thế nào? Bỏ cái chó. Wow. Nó bỏ cái mang thôi, cần gì phải bỏ đâu. Được rồi anh nhỉ? Được rồi, ra đây. Không biết đủ bổi không? Chắc là đủ. Chắc đủ. Đấy. Một con. Đấy, toàn cá sáp thì ngon. Ngon lắm ấy. Ngọt lắm. Thì bỏ mấy cái mang của con cá rô phi đi. Cá này ngọt lắm mọi người ạ. Là bổi ngon đấy. Ngọt lắm. Ngọt hơn cả tôm mình ạ. Để cho để em đi bắt cá nhé. Ừ, mới bắt cá đi. Ok.
Mọi người thấy con cá một yến của anh em mình chưa? Lúc nãy mình nói là chưa tính là Mao Đệ đứng lên. Ui đoạn đấy là cứt rồi. Anh cho tóc xuống đi. Đấy, mày biết cái gì? Mày giữ cái đầu nó. Rửa đi. Em lấy dao nhọn nữa. Lại mất hút để thả cá. Anh giữ đi, em xẻo cho. Em được xem phim rồi. Em xẻo gáy. Cắt đuôi nó dễ lấy tiết hơn. Dễ lấy tiết. Phải cẩn thận. Úi, anh thả chứ ai. Rồi, giữ đi. Này đi. Nhanh tay vào. Cố lên. Rồi, cái bột ra. Ôi, ôi dù. Nào, khoan. Con này hơi bé ít tiết rồi. Nhưng mà đủ. Chắc là đủ. Đủ. Yêu chảy máu mà xem. Kệ nó. Anh em nó sắp ra rồi. Thế mà. Nó bỏ cái đuôi cái ra. Quá nhanh quá nguy hiểm. Cho thêm nước này. Cho thêm không? Bị dày mất rồi. Cho thêm nước nhé. Thôi đừng được. Thôi cứ đi đánh một nửa thôi. Thôi đánh một nửa. Trời tất luôn. Trời tất. Ủa nhìn như con chó ấy. Sao nó cục vòn vòn này. Nhiều bổi quá. Ôi, con này ít tiết quá. Cột mất cả khúc đuôi nó kìa. Thôi rồi, thất bại rồi. Em tưởng anh nghiên cứu thế nào. Người ta lấy cái canh hẳn con cá một yến. Anh đi lấy con cá, chị chi. Từ từ, chưa biết thế nào một lần đâu. Các bạn nó bị dây mất tiết rồi mọi người ạ. Dây mất tiết rồi, chậm quá. Chậm là chậm gì? Dây rồi. Không biết ngon không nhỉ? Anh ở im cho nó chín để ăn. À, anh lấy chanh. Chanh lấy quất ra này vắt để ăn. Ui, cho em này đi ra chỗ khác chơi đã. Còn đấy, tí nữa cá về thì kho. Anh lấy quất ra nó để ăn. Đây. Có đông không? Ta màu cốc. Ít tiết thế nhỉ? Được có tí tiết mọi người. Khả năng là lần sau nhé. Hẹn mọi người lần sau mình sẽ tự đi câu con chấm đen 10 cân để làm tiết ngay tại chỗ. Đánh tiết canh, làm tiết ngay tại chỗ luôn. Anh em mình đi câu sông này. Ừ? Câu sông này. Sông đá. Đâu? Đi câu à? Ừ, cũng được. Ồ, đi câu đấy không có mất vé đâu. Hơi thất bại một tí. Gọi là hơi bị thất bại toàn tập. Ăn thì mới vắt vào chứ. Đó, thì ăn luôn. Đâu rồi? Không, phải xỉ cái bát. Xỉ cái bát làm gì? Mày thấy nó có hấp dẫn đâu một tháng. Thôi nói chung là hơi bị thất bại một chút mọi người. Mà đây ăn kiểu khác mọi người ạ. Anh cho em một ít vào đây. Cho em một ít vào đây. Đây nhá. Còn đông ấy. Đây, còn đông đây. Rồi. Để mau đây ăn cho mà xem. Ăn được gì? Xem luôn. Trông nó hơi thất bại, thất bại. Bắt đầu nhé, rau nhé. Mời tất cả mọi người nha, mình thử vặt nhá. Vặt rau vào, vặt lá vào, vặt rau vào. Vặt rau vào. Vặt rau vào. Cũng được. Vặt rau vào. Nó ít tiết quá. Cả rau răng cưa này nữa này. Tiết chả đủ dính ấy. Tiết chả đủ dính kìa. Ừ. Rồi, đến công đoạn quan trọng. Đó là cho nhiều chanh vào. Cho nhiều quất vào. Mình phát hiện ra một điều mọi người ạ. Tiết cá khá là ngọt. Nhưng mà
dùng buổi là cá ấy thì không phải không ngon mà là phải bỏ xương, bỏ hết xương, không dùng cái loại nhỏ này. Lần sau nhé, mình sẽ em định bảo anh này cho chút nữa. Chút lợn ấy không, lần sau á lấy một con cho cá to quá à? Lấy lườn với thịt nạc của nó ấy băm đấy mới là chuẩn, chứ thế này thì xoa à. Cảm ơn anh Duy em đến đây. Mình mới định làm gì vả. Ăn thay cơm à? Rau quất vậy nhé. Đây là rau thơm nhé. Rau răng cưa nhé. Sao? Vẫn ngon. Nó mà hơi làm xương. Thì giờ cá nhỏ băm hết xương là được không? Nhưng cho chua ăn ngon lắm. Nhưng có chua mà. Nhầm nhảy thế nhỉ? Nó thiếu tiết anh nhỉ? Thiếu tiết quá. Ngon quá, ăn rồi. Cắt gáy nhiều chết hơn rồi. Cắt gáy nhiều chết hơn rồi.